này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn tịnh lự vì sao vì bốn tịnh lự rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bốn tịnh lự này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn vô lượng vì sao vì bốn vô lượng rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bốn vô lượng này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn định vô sắc chốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải bồ tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc bốn định vô sắc này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc tám giải thoát vì sao vì tám giải thoát rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc tám giải thoát này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc tám thắng xứ, vì sao? Vì tám thắng xứ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc tám thắng xứ. Này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc chín định thứ đại, vì sao? Vì chín định thứ đại rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc chín định thứ đệ này thiện hiện giáp mũ mà đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc 10 biến xứ, vì sao vì 10 biến xứ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc 10 biến xứ. Này thiện hiện giáp mũ mà đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc pháp môn giải thoát không? vì sao vì pháp môn giải thoát không rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn giải thoát không này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì sao vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc năm loại mắt vì sao vì năm loại mắt rốt ráo không có sở hữu vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc năm loại mắt. Này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sáu phép thần thông. Này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì pháp môn Tam Ma Địa rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn tam ma địa này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy mang đội chẳng thuộc pháp môn đà la ni vì sao vì pháp môn đà la ni rốt ráo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc pháp môn đà la ni này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc mười lực Phật. Vì sao? Vì mười lực Phật rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc mười lực Phật. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy mang đội chẳng thuộc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 Pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng. Rốt giáo không có sở hữu Vì chẳng phải Bồ Tát chẳng phải Giáp mũ nên nói Giáp mũ kia chẳng thuộc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng